Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2024. Chiều nay 20 tháng 10, Lộc miền Nam trên kênh không về. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam cho ngày 21 tháng 10 thứ hai trên đài thành phố Đồng Tháp, Cà Mau. Mời anh chị em mình tham khảo. Đài thành phố mình dự đoán cái cặp 12 21. Đài Đồng Tháp mình dự đoán cái cặp 39 93. Đài Cà Mau mình dự đoán cái cặp 79 97. Bà con anh chị em hãy tham khảo miền Nam cho ngày 21 tháng 10. Chúc cho bà con và anh chị em gặp nhiều may mắn trong ngày mai đầu tuần.